Ok, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình em nhé. Tiếp tục hôm nay lại vào bàn tài xỉu MD5 trong cổng game tài xỉu thiên đường ngồi chơi. Kiếm nú anh em ạ. Rồi, tay này thì bú cho mình con tài 12 với cái tay năm cũ quá đẹp anh em ơi. Rồi, quá ngon đúng không? Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là đi ở đây để làm sao mà anh em chúng ta có một cái kết quả chốt nãy nó hợp lý nhất cũng như là ngon nhất anh em ạ. Rồi, sau khi mà về khung cầu tài có form chạm của nó đằng trước, mình nhìn cầu đây thì đang có chạm form khung cầu 1212 và bẻ về form khung cầu 22 với cái bàn tài xỉu mới năm như thế này. Thì khi mà anh em chúng ta đi cầu, cái thứ nhất là anh em chúng ta theo cầu, và cái thứ hai anh em chúng ta có thể là xem những cái sinh cộng 1, sinh cộng 2, sinh cộng 3 đều được anh em nhé, đều rất là ngon anh em ạ. Rồi, cầu kèo khá là đẹp. Tay này thì mình sẽ vào ba củ 7 xỉu để theo cái khung cầu anh em ơi. Ba củ 7 theo khung cầu này. Đấy, rất là tuyệt vời anh em ạ. Con này thì chỉ việc theo cầu cũng như đi theo cái khung cầu thôi là ngon anh em nhé. Và link game thì mình ghi bên dưới phần comment. Anh em có thể là tải game về và tham gia kiếm lúa ngay cùng với mình anh em ạ. Nào, chuẩn bị mở bát rồi anh em ơi. Rồi, bú luôn cho mình con xỉu 10 sát nút luôn anh em ạ. Sát nút luôn đúng không? Rất là ngon luôn. Về luôn cho mình con xỉu 10 được chưa nào anh em? Tuyệt vời luôn đi chứ này. Rồi, sau khi mà về cho mình con xu hướng cầu xỉu 10 anh em nhé. Sau khi về cho mình xu hướng cầu xỉu 10 thì mình sẽ đi cầu gì tiếp? Thì khi mà nó về xu hướng cầu xỉu 10, anh em chúng ta ở đây được hai cặp cầu 22 rồi. Đấy, anh em thấy đúng không? Chúng ta được hai cặp cầu 22 rồi anh em ạ. Thì với hai cặp cầu 22 này có cho mình vừa nãy thì 10 xuống 6. Thì 10 này liệu rằng nó có xuống hay không, và xem sinh cộng cầu dây. Ở đây thì có chạm 1 và chạm 2 đứng ở chạm và cầu đôi 2. Thì 10 là mình sẽ tiếp tục bắt xỉu, vẫn tiếp tục đi xuống anh em nhé. Hai củ 3 xỉu anh em ơi. À, 3 củ 3 xỉu đi anh em, vẫn tiếp tục mà đi xuống. Đấy, xu hướng này là anh em mình vẫn bắt cái xu hướng cầu đi xuống thôi. Được chưa nào? Form vừa nãy có thể là 10 xuống 6 đấy, nhưng mà 10 này thì sẽ không xuống sâu đâu. Và trường hợp này thì mình cũng khá là nghi khi mà nó đi lên anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ theo form cầu, được chưa? Cũng khá là nghi nó đi lên đấy. Đấy, rồi ok, bú cho mình con xỉu 8 anh em nhé. Đấy, giờ thì nó không xuống sâu đâu. Nếu mà theo cầu thì nó cũng không xuống sâu đâu anh em ạ. Rồi, ok, bú con xỉu này. Rồi, về luôn cho mình con xỉu 8 anh em ạ. Quá ngon luôn đúng không? Quá ngon luôn. Rồi, sau khi mà về cho mình xu hướng cầu xỉu 8, 3 chặn cầu 22. Vậy là 3 cặp 22 rồi. Rồi, ok, khá là ngon anh em ạ. Xu hướng cầu 3 cặp 22. Thì với cái xu hướng cầu 3 cặp 22, anh em mình sẽ xử lý cầu như thế nào đây? Thì với 3 cặp 22 anh em nhé, anh em có thể là xử lý cầu cho mình là bắt lên form khung cầu 223 được chưa? Đấy, vừa nãy đằng trước của nó có cầu 1212 rồi nên là sẽ không ưu tiên được cầu 22 dài đâu anh em. Sẽ bắt cho mình cầu 223 được chưa? Bắt tiếp cho mình quả cầu đó là về quả cầu xỉu anh em nhé. Rồi, tiếp tục về cầu xỉu thôi. Nào, ok chưa anh em? 214 xỉu anh em ơi. 214 xỉu. Tiếp tục vào 214 xỉu này. Đây là cầu đẹp, cầu dễ thì cứ thế mà chạy mà đi anh em ạ. Cầu đẹp, cầu dễ cứ thế chạy mà đi. Rồi. Nào. Ok chưa nào anh em? Rồi, lại bú con xỉu 9 anh em. Tuyệt vời quá chứ lại. Đúng form 223 luôn. Đấy, anh em cứ xem clip của mình cũng như là cứ đi theo cái cách chơi của mình thì cầu kèo nó rất là dễ anh em ạ. Cầu kèo nó rất là dễ anh em ơi. Rồi, ok anh em nhá. Sau khi mà về form con xỉu 8 rồi, xỉu chẵn anh em ơi. Có vị đó là 8, 10, 8, 9, 10. Đấy, đúng cái vị 8, 9, 10. Một cái vị dây như này. Nó sảnh dây 8, 9, 10. Thì với cái sảnh dây 8, 9, 10 anh em bẻ cầu tài anh em nhé. Cứ gặp sảnh dây là bẻ thôi. 1, 2, 3, 4 hay là 8, 9, 10 hay là 11, 12 hay là 13, 14, 15. Cứ có sảnh là bẻ. Còn nếu mà nó không bẻ thì chỉ có ra kép thôi anh em ạ. Quả bếp kép thường là mình toang. Mình thấy là anh em chúng ta toang hay toang ở những quả kép thôi. Rồi, ok này, bắt 1M7 tài anh em nhé. 1M7 tài, ok chưa nào anh em? Nào, tiếp tục nào anh em ơi. Nào, tiếp tục nào. Bắt tiếp cầu tài anh em nhé. Ok, bú luôn con tài 18 anh em ạ. Rồi, về luôn con tài 18 này. Ui, lên quả khá là cao anh em ơi. Vừa cao vừa ngon. Đấy, lên luôn cho mình con tài, đó là con tài 18 anh em ơi. Rồi, sau khi mà về xu hướng cầu tài 18, sảnh dây lên tài 18 anh em ạ. Thì với cái sảnh dây mà lên tài 18, quả tài 18 thì cũng ít ra thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi cầu anh em nhé. Có chạm 3 thì chúng ta có lối cầu 223 đứng chạm 3210
hay là 3-1-1 hay là 3-2 hay là 3-3. Thì form này nó còn 18 rất là to. Đấy, nên là vẫn ưu tiên cho cầu tài. Xuống thì khả năng là khó xuống xỉu. Riêng 17 này anh em mình bắt cho tôi con xỉu, nhưng còn con 18 nhiều khi nó vẫn còn có cơ hội nó ra con 11. Đấy, thì anh em sẽ đi cầu tài cho tôi. Rồi, tài này tôi sẽ tiếp tục vào cầu tài anh em nhé. Một củ 5 tài. Thấy chưa nào anh em? Nào, bám tiếp một củ 5 tài. Đấy, thoải mái đi, cầu kèo anh em mình đi thoải mái đi. Và khi mà anh em đi, ngày anh em đặt ra cho mình cái mục tiêu. Đấy, chơi là phải có mục tiêu anh em ạ. Thì nó mới dễ chốt lãi được. Ua, 18 xuống luôn 7 anh em ơi. Đấy, con 18 thì mình thấy lại khó đi. Nó ít ra thôi. Trường hợp về con 18 thì nó lại ít ra. Nhưng mà nó ra thì nhiều khi nó đi tài đi xíu, nó hơi bị loạn anh em ạ. Hơi bị loạn đấy. Đấy, tay này một củ 5 cũng xứng đáng thôi. Vì tay này không chắc anh em ạ. Phải chắc cơ thì vào căng, chứ còn không chắc thì không vào căng. Rồi, làm cái tay chốt đi anh em ơi. Form đây thì nó đã rõ ra về cái form cầu 3-1-1 rồi. Đấy, thì anh em mình theo cái xu hướng cầu 3-1-1 anh em nhé. Này, chạy luôn về cầu 1-1 5 mờ tài anh em ơi. Chạy luôn về cầu 1-1 5 mờ tài anh em ạ. Rồi, tay này bắt tiếp 5 mờ tài này. Làm cái tay kết, tay chốt. Và anh em nào muốn có nhiều cách chơi, cũng như biết thêm nhiều phương pháp chơi, thì cứ tải game về. Đường link game mình ghi bên dưới phần comment đấy. Và đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Ok chưa nào anh em? Nào, ok, làm tay chốt 5 củ anh em nhá. Bắt luôn cái xu hướng cầu 3-1-1. Thì cái xu hướng chạm về cầu 2-2 dự 3 về chạm cầu 3-1-1. Thì mình khi mà mình theo cầu thì đi cái chạm này từ 4 đến 5 tay cầu 1-1 anh em nhá. 4 đến 5 tay. Rồi ok, bú con tài 11 thôi anh em. Vậy là anh em chúng ta đã đôn luôn lên 32 củ. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ nghỉ. Và hẹn tất cả anh em ở những clip sau. Mình thì có lẽ thì bây giờ thì cũng ngồi dưới xương tầm 7-10 phút rồi. Nên là mình cũng ra mình thu lúa về thôi. Nên chúc anh em là hôm nay tham gia kiếm lúa được thật là nhiều lúa. Và cũng như là thấy clip mình hay, để cho mình xin một like và đăng ký kênh. Để lại những cái gì thắc mắc thì cứ comment xuống dưới, mình sẽ giải đáp và giải thích cho anh em nhé. Ok chưa nào anh em, bye bye. Ngày hôm nay thì đôn khá là ngon rồi anh em ạ.